Xin chào các bạn, mình là Lê Văn Đọc đây và hôm nay mình làm một cái video để chia sẻ với các bạn về một cái vấn đề là mình đi lái taxi các bạn ạ. Đấy, họ đang thông báo trực đêm đấy. Trời. 36 lấy xe Kiến, Đang 37 lấy xe đêm. Lộc, Đấy. 43 lấy xe Khánh, 37 lái xe Lộc đấy các bạn ạ. 55 lấy Chỉ xe chính mình ấy là tối nay mình đang phải trực đêm rồi. Và 72 mình chia sẻ với các bạn về cuộc sống của một cái người lái xe taxi. Thì các bạn có ai mà muốn làm lái xe taxi có thể tham khảo qua cái video này thì để các bạn có thể trở thành con người đưa ra cái quyết định đúng đắn nhất cho công việc của mình. Thì thực ra là cái nghề taxi này thì nó cũng có cái hay mà cũng có cái không hay, mà cái thực ra thì cái nghề nào cũng thế thôi, có cái không hay mà nó cũng có cái hay. Thì mình chia sẻ với các bạn để các bạn có thể đưa ra một cái lựa chọn cho mình trong cuộc sống. Thì thực ra thì mục đích của mình đến với nghề taxi là để huấn luyện cái tay lái của chính mình, huấn luyện cái tay lái của chính mình sau khi mình học bằng lái xe xong. Thì chúng ta học bằng lái xe xong thì không phải ai cũng có điều kiện để mua xe riêng đấy, mà lái taxi để cho nó huấn luyện cái tay lái của mình đấy. Mình có va quệt xước sát hay là bất cứ cái gì đấy thì có bảo hiểm của bên taxi họ đỡ gánh đỡ cho. Thì chứ mà mình mà mua xe của mình ấy, mà mình lại không có tiền nữa thì mình mà hỏng hay là bất cứ một cái xước sơn gì mình đều phải bỏ ra để mình đóng những bài học ở đấy thì nó cũng không là ấy lắm. Thì thật ra thì cái nghề taxi này nó cho chúng ta một cái sự huấn luyện nghề tay lái trước khi họ cho chúng ta nhận xe để đi làm. Thì thật ra nó rất là tốt các bạn ạ, rất là tốt cho chúng ta rồi. Thì nên mình khuyên các bạn là nếu các bạn có xác định là nếu như các bạn muốn hoàn thiện hoặc hoàn thành và muốn giỏi trong cái lái xe thì các bạn nên lái xe taxi khoảng 2 tháng đến 3 tháng. Nhưng mà thực chất thì Lộc thì lái thì cũng kém lắm, đi vào được được huấn luyện thì cũng là tốt lên. Và sau khi đi lái xe thì bây giờ đã phải sửa rồi, là sơn xước hết rồi. Đó, đã phải sửa xe rồi, sơn xước hết rồi, xong rồi lùi thì bẹp bít rồi, bẹp bít xe rồi, vỡ cả sơn ở đằng sau đít rồi. Thật ra thì mình lái một tháng nay rồi thì bắt đầu mới có cảm nhận xe tốt hơn, cảm nhận xe tốt hơn. Mình sẽ cảm nhận được bốn bánh nó ở chỗ nào, cái đầu mui mui xe két nước gầm với nó ở cái chỗ nào, mình đi vào những đoạn đường nào mà mình cần né tránh như thế nào. Đấy thì là mình đã cảm nhận được hết rồi. Thì tuy nhiên là để lái tốt hơn và để tốt tuyệt vời hơn chắc là vẫn phải một vài tháng nữa. Và cái điều quan trọng nhất là các bạn biết là chúng ta đi học ở trường ấy thì cái bài lùi là bài bài người ta học ít nhất, là thường là chỉ lái thẳng thôi, và cua quành cũng ít. Thế cho nên là đi lái taxi là cua quành và những góc nhỏ, ngõ nhỏ rồi phải lùi phải bó vỉa các thứ rất là khó. Thì đi lái taxi nó cho chúng ta cái bài tập rất là tốt. Mình lùi đến bây giờ vẫn thật sự là chưa giỏi. Nhưng mà mình khuyên các bạn, nếu các bạn thật sự muốn lái xe tốt thì nên lái taxi một vài tháng. Còn nếu các bạn có điều kiện nó mua xe riêng của nhà mình rồi và thường đi làm hay là thường công việc các bạn thường liên quan đến xe thì các bạn có thể tự lái xe của mình. Đấy, còn có những người mà có điều kiện ấy thì họ thuê lái xe riêng rồi thì đấy không làm gì. Đấy là mình cũng khuyên các bạn. Nhưng mà cái nghề taxi này nó có một cái hơi 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 bất ngờ, đó là các bạn có thể không biết. Các bạn cái nghĩ là nghề taxi nó nhàn và các bạn sẽ nghĩ là cái nghề taxi này nó kiếm được nhiều tiền, nhưng mà thực ra nó không thế đâu. Thực ra thì làm vật mặt ra mới được hơn chục triệu một tháng, mà các bạn sẽ mất 4 buổi chủ nhật không được nghỉ, và mỗi một tháng các bạn phải trực 8 buổi đêm, tức là một tuần 2 buổi đêm, tuần nào cũng trực 2 buổi đêm. Hai buổi đêm là vì mình đây là tối nay mình phải trực đêm này, và tối nay là tối thứ hai, và mình một trực đêm nữa là tối thứ sáu, tức là cứ tối thứ hai và tối thứ sáu là mình trực đêm. Đấy, tức là thức từ sáng đấy, đến tối đấy, chứ nào không có khách là mình chợp mắt thôi, chứ còn thật ra là cứ thức thôi, chưa để đi chở khách, nó khách đông là cứ thức thôi. Và bây giờ các bạn biết là mình trực đêm mất ngủ quá là đầu mình rất là đau các bạn ạ, đau đầu lắm. Và mình chưa quen được với cuộc sống tại taxi này, mình cảm thấy nó rất là mệt và đang ốm một tuần nay rồi, và có lẽ là nó cứ đeo đẳng dai dẳng như này mà mình chưa thể là quen được với cuộc sống lái taxi. Và mình uống thuốc rồi, các bạn có thể thấy là so với những video khác thì cái video này là cái giọng nói của mình đã khác rồi đúng không? Đấy thì mình chia sẻ với các bạn là thật ra thì mình vừa mới uống thuốc xong thì bây giờ người đang rất là nóng sốt. Và các bạn có thể thấy này, mình mua này, cứ 50 một đấy, các bạn thấy thuốc đây, 50 một đấy thì mình uống cái này bây giờ là mất hơn 500.000 tiền thuốc rồi. Đấy, hơn 500.000 tiền thuốc rồi. Đấy, nó may là đi làm người taxi này thì mình cũng gọi là được cái may, nó là
cứ mỗi người ta giả thừa cho 5-3 nghìn đấy, thì chạy khoảng 10 cuốc thì có 5-30 để các bạn ăn trưa đấy. Nếu như còn thực ra ốm như mình như này là đang bị âm tiền các bạn ạ, đang bị âm tiền đấy đấy mà các bạn các bạn đấy, các bạn thấy mình ho chưa đấy, không đủ tiền thuốc đây này. Cuộc sống bây giờ nó là như thế. Bây giờ thì thực ra thì mình ân hận một khi mà lái cái taxi này, nhưng mà thực ra thì có một số anh em thì họ cũng chỉ là 2-3 tháng thôi đấy, mình thì đang ốm thế này mà không biết là mình có trụ được không, nhưng mà mình vẫn hy vọng là mình sẽ làm hết hợp đồng. Một hợp đồng là kéo dài 14 tháng các bạn ạ, 14 tháng, mà 14 tháng này là các bạn không bao giờ được nghỉ chủ nhật, và các bạn không bao giờ và các bạn luôn luôn phải trực đêm, các bạn luôn phải trực đêm 1 tuần 2 buổi đấy, và chỉ có khi nào các bạn bận việc gì đó các bạn phải viết đơn xin nghỉ, 1 tháng các bạn được nghỉ phép 2 buổi đấy, và những cái trường hợp đặc biệt mới được xin nghỉ thôi. Thực ra thì anh nghề lái taxi này nếu như chăm chỉ làm đấy, mỗi ngày kiếm khoảng tầm 1 triệu thì tháng có tầm 14-15 triệu tiền lương. Thế nhưng mà kiếm 1 triệu thì rất là khó các bạn ạ, bởi vì nó phải tùy thuộc khách hàng đấy. Bây giờ khách hàng không có khách thì các bạn có cố không kiếm được đấy, mà nếu như đấy mà các bạn hôm nào các bạn làm đấy mà rất là đông khách, nhưng mà các bạn có muốn làm nhiều hơn cũng không được, bởi vì một ngày nó chỉ có 24 tiếng thôi. Các bạn đi một cuốc xe thì chạy xe thì có cuốc nửa tiếng, có cuốc thì 1 tiếng, một ngày chỉ 24 tiếng thôi, các bạn chỉ chạy chỉ nó 20 cuốc xe hoặc 24 cuốc xe là hết đấy, hết một ngày rồi. Thì thật ra thì cuộc sống này nghĩ đi nghĩ lại đâu cũng thế thôi đấy, làm cái gì cũng thế, thì quan trọng là chúng ta có yêu nghề, yêu thích hay không. Nhưng mà cái nghề lái xe này thực ra thì nó cũng có một cái nhược điểm, đó chính là cái việc trực đêm này đấy thì dành cho những người chưa có kết hôn như mình. Nhưng mà mình mà kết hôn rồi đấy, có con có cái rồi thì thật ra thì không có thời gian cho gia đình, không có thời gian cho gia đình, bởi vì đi suốt đấy. Các bạn biết là 1 ca nhá, các bạn biết không, 1 ca làm là từ 6 giờ sáng đến 8 giờ tối đấy. Thế các bạn đi làm như thế vì mệt rồi thì ăn cơm tắm rửa xong là 10 giờ rồi, có hôm mà khách có đông ấy thì 19 rưỡi 10 giờ mới về, thì tắm rửa xong ăn cơm xong là 11 giờ, đi ngủ sáng xong lại 6 giờ mới làm, thật ra không có thời gian để cho con cái cả đấy. Thế cho nên là những người có gia đình rồi ấy, thì mình nghĩ là không nên đi làm taxi đấy, thì trường hợp là các bạn đã làm lâu năm rồi thì các bạn nên trụ lại thì có thể có nên, chứ còn thực ra thì để bắt đầu thì các bạn chỉ nên là đôi 3 tháng để gọi là cho tay lái nó cứng thôi, thì thường là như thế. Và các bạn sẽ biết là khi xin việc đấy thì các bạn sẽ phải đóng tẩy hay là tạm ứng tiền trước, nếu như mà các bạn không không theo hết hợp đồng thì các bạn sẽ bị mất cái số tiền các bạn đóng vào đó đó. Thì thật ra nó cái gì nó có cái này của nó đấy. Mình cố gắng để mình gọi là chưa có điều kiện mua xe thì mình tập để cho mình lái xe cho tốt. Mấy cái thứ hai nữa là mình cũng đang muốn là cái mùa hè này là mình lấy cái xe này, mình có cái xe này mình chạy đi mình chở điều hòa đấy, mình chở điều hòa mình xem là mình có bán được điều hòa đấy, thì mình chở cái xe này của mình, cái thương hiệu bán điều hòa của mình trước đây mình vẫn dùng cái xe này, cái taxi này để mình bán điều hòa các bạn ạ. Bán điều hòa thì mình cứ cho lên xe mình chở thôi, chở con này được 2 cái điều hòa mới chở thêm một thợ phụ đi làm lắp điều hòa cũng được. Thì đấy là mình đang tính như thế, nhưng không biết là như thế nào. Thì thời gian này sau 1 tháng làm taxi tự ra mình vẫn chưa quen với cuộc sống này lắm, lái xe đầu óc căng thẳng, lái xe nó căng thẳng và đầu óc rất là đau đầu, cho nên là có nhiều cái nói ra thì thật sự là cuộc sống này làm gì cũng thế thôi. Chứ cương quy là mình chưa có vợ thì mình cũng đang muốn là cố gắng sẽ làm hết hợp đồng để cho thật sự cái tay lái nó thật sự là giỏi đi, thật sự là cứng đi đấy, cả cái sau này mình không có tiền mua xe thì mình vẫn cứ tự tin, sau này mình lái xe khác mình vẫn tự tin đấy. Thì mình chia sẻ như vậy, cuộc sống này thì cái nghề taxi tưởng là sạch sẽ chân tay nhàn hạ, nhưng mà kỳ thực ra thì nó khá là vất vả đấy. Và để như nói các bạn, nếu các bạn đi làm công nhân ấy còn nhàn hơn là taxi. Các bạn đi làm công nhân nhé, các bạn nuôi ăn đấy, taxi họ không nuôi ăn rồi đấy. Thì thứ hai nữa là các bạn được tăng ca thì tiền lương ấy sẽ nhân rưỡi, thứ bảy chủ nhật các bạn làm có thể được nhân rưỡi hoặc là nhân đôi đấy. Nhưng mà cái nghề taxi này đâu có thế đâu, các bạn làm nhiều ăn nhiều, làm ít là ít đấy, là làm 8 giờ tối hay 9 giờ tối hay 10 giờ tối cũng chẳng ai tăng lương các bạn đấy, thật sự là như thế. Thì nói đúng là làm nhiều thì có một tí thưởng, không có thì không làm được nhiều, không đạt doanh số thì cũng chẳng được thưởng, thì cũng quá bỏ chẳng tội. Thì đấy là mình chia sẻ với các bạn, thì thật ra thì cái gì nó có khó khăn của nó. Bây giờ các ông làm cái việc này, cái nghề lái xe này thì có lúc đây không có khách đây cứ ngồi chơi thôi, ngồi trong xe chả làm gì, bí bách thì ra ngoài kia tập thể dục tí, đi loanh quanh xe tập thể dục, và lúc nào phải trực cái đàm này nghe đàm em nói mất liên lạc lại còn bị phạt tiền, cái xe bẩn nó bị phạt tiền này, rồi là
bất cứ một cái gì phạm vào quy chế của công ty, tùy mỗi công ty nó có cái quy chế khác nhau, phạm vào là bị phạt tiền. Đấy thì mình chia sẻ thế nhá, còn hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Goodbye.